Xin kính chào quý vị truyền thông báo chí. Kính thưa quý vị, như lời hứa ban đầu của Linh, thì sau khi mà Linh hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình là trao cái tiền từ thiện lũ lụt cho đồng bào miền Trung, thì Linh sẽ có một cái báo cáo cho quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 21, thì Linh có nhận được một cái số câu hỏi là cái số tiền đó hiện bây giờ ở đâu và đã đi làm chưa. Thì hôm nay thì nhân cái dịp này thì Linh sẽ báo cáo với quý vị khán giả luôn, để cho quý vị khán giả nắm rõ cái tình hình là như thế này. Đây là lần đầu tiên Linh lên tiếng vì cái số tiền liên quan đến cộng đồng, và cũng là lần đầu tiên Linh cảm thấy cần thiết lên tiếng. Trước hết thì Linh xin cảm ơn những người đã đặt ra cái câu hỏi này cho Linh, để Linh có cơ hội để trình bày với quý vị sớm hơn. Và Linh xin cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí một lần nữa đã cho Linh có cái cơ hội này để Linh nói lên cái tiếng nói của mình. Thưa quý vị, là như Hoài Linh đã chốt cái số tiền ngày 11 tháng 11 năm 2020 ở trong cái tài khoản mà Linh đã đăng trên trang fanpage của mình. Số tiền đó là 13.417.197.865 đồng, như Linh đã thông báo trên trang fanpage của mình. Kính thưa quý vị, hiện nay thì tôi đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện cái công việc của mình, để đến khi nào hết cái số tiền mà quý vị gửi đến thì thôi. Cái số tiền này gửi đến đúng người và đúng đối tượng mà chúng ta đã nói, là những người đồng bào chúng ta bị thiên tai lũ lụt mà vừa qua. Và kính thưa quý vị, sau cái lần báo cáo này thì Linh sẽ có một lần báo cáo nữa với đầy đủ tất cả các chứng từ khi Linh đến trao tiền cho đồng bào lũ lụt. Thì trong đó nó sẽ có những cái ký xác nhận và chứng nhận của chính quyền sở tại. Và thật sự ra thì Linh xin nói lại với cái tổng số mà quý vị đã gửi vào trong cái tài khoản từ thiện này. Hiện nay cộng luôn cả cái lãi suất và những cái mà Linh chi rồi thì trừ ra đi ha, thì số tiền hiện tại trong tài khoản là còn lại là 13.770.205.883 đồng. Đó, quý vị nghe cho kỹ giùm Linh cái số tiền này nha. Có những người gửi vào những cái số tiền rất là lớn, nhưng có những người gửi vào những cái số tiền rất là nhỏ quý vị, 10.000, 20.000. Cái đó quý vị xem thử nó tình cảm bao nhiêu. Mà thật sự ra thì sự yêu thương của quý vị khán giả dành cho Linh gần 30 năm nay. Linh không biết phải nói sao, nhưng mà có người sẽ thắc mắc là cái số tiền này Linh nó có biển thủ không? Quý vị ơi, nếu mà lấy cái sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi cái mười mấy tỷ này, thì quý vị thì cho Linh một cái ý kiến coi thử là có nên không, chứ đừng nói cái chữ muốn. Bởi vì ông bà mình có câu là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng. Còn nói nếu mà không nhắc tới cái số tiền này á, thì chắc chắn là thằng Linh nó giữ để nó ăn, nó xài, nó tiêu xài riêng cho nó. Kính thưa quý vị, lại có một cái câu nó rất là hay là những cái gì không muốn người khác biết thì mình đừng nên làm. Nếu mà Linh giữ cái số tiền này á, ngày hôm nay quý vị không biết, nhưng ngày mai quý vị cũng sẽ biết, ngày kia quý vị sẽ biết, và năm sau quý vị cũng biết. Và Linh sẽ không làm cho quý vị những nhà hảo tâm mà tin tưởng Linh gửi cái đồng tiền đó cho Linh, và Linh sẽ chuyển đến cho người dân miền Trung, Linh sẽ không làm quý vị thất vọng. Sau cùng thì Linh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông báo chí, gửi lời đến các ân nhân, những nhà hảo tâm ở trong nước cũng như các kiều bào ở nước ngoài đã thương Linh và gửi gắm cái niềm tin nơi Linh trong cái quỹ từ thiện này. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi lúc nào cũng quan tâm và theo dõi Linh. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và vượt qua cái cơn đại dịch một cách bình an. Và Hoài Linh mong là cái cơn dịch bệnh này nó sẽ qua nhanh, để cho Hoài Linh có cái điều kiện thực hiện cái lời hứa của mình là đích thân Linh đến trao tận tay cái số tiền từ thiện này cho người dân miền Trung, và nói lời xin lỗi với người dân miền Trung vì cái số tiền này đến muộn hơn cái dự kiến ban đầu. Và chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Nhớ phòng chống dịch thật tốt quý vị nhé. Cảm ơn quý vị.